anh Linh là man không? Anh Linh có vợ có con, với lại nhìn vậy là em nghĩ là chắc là man rồi đó chị. Chưa chắc. Xin mời bạn trai. Chào bạn. Dạ, em chào Linh, chào chị Cát Tường, chào khán giả. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Tấn Vàng. Họ Võ Tấn Vàng. Cái Võ Tấn Vàng luôn. Dạ. Võ Tấn Vàng bao nhiêu tuổi? Dạ, em hôm nay 25 tuổi. Làm nghề gì? Em làm bên khuôn in ấn bao bì anh. Bây giờ chúng ta mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường, chào Hoàng Linh và chào mọi người ở đây. Chào bạn. Bạn tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Luyến, 24 tuổi, đang làm kế toán ở quận 7. Sở thích của bạn là gì? Dạ, sở thích của em thì thích đi làm những cái công việc mà có thu nhập thêm vào cuối tuần, giống như là đi làm phục vụ tiệc cưới thôi chị. Vậy hả? Giỏi quá ta. Tại vì công việc đó làm từ thời sinh viên tới giờ chị. Còn thời gian mà rảnh rỗi thì hay đi phượt những cái tỉnh miền Tây gần gần ở đây. Nói về một chút xíu về cái điểm mạnh của mình. Em bản thân em thì dễ sống, dễ thích nghi lắm, ăn uống cũng dễ, rồi sống môi trường nào cũng có thể sống và làm việc được hết. Vậy thì mình cũng có những cái điểm yếu nào hay mình cũng phải bài đó luôn. Điểm yếu của em đó, nói nhiều, ví dụ không thích gì cái đó là cứ nói thẳng, nói sổ, nói sàng ra là có nhiều người thì không hiểu tính lắm thì người ta không thích. Thứ hai nữa thì rất là tin người, người ta nói sao mình có thể tin vậy đó. Bạn là quê ở đâu bạn? Dạ, quê em ở Phú Yên anh Nguyễn Linh ơi. Phú Yên hả? Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, em vô được gần 7 năm rồi. Gần 7 năm rồi. Dạ. Bạn trai? Dạ, em quê Bến Tre. Bến Tre. Bạn lên thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, em lên khoảng 7 năm. Cũng 7 năm luôn. 7 năm. Vậy luôn. Hai người hẹn nhau lên lượt á. Như vậy thì từ Bến Tre đến Phú Yên nó hơi xa đó bạn trai. Bạn thấy như sao? Thường người ta nói câu yêu nhau mấy núi cũng leo mà. Qua giờ tới Phú Yên chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Nếu mà có cơ hội thì em sẵn sàng về. Bạn gái bạn thích đi về Bến Tre không? Dạ, Bến Tre em có nhiều bạn lắm anh. Em về Bến Tre được nhiều lần lắm. Nhiều lần mà chưa gặp anh. Dạ. Tấn Vàng đúng không? Chắc anh này trốn kỹ. Vàng phải có kỹ chứ em. Để hở người ta chộp, ta chộp đâu có được. Đó giờ có người yêu chưa? 3 năm trước em có một mối tình. Quen khoảng thời gian khoảng cách 1 năm thấy không hợp chia tay. Không hợp, ai chủ động chia tay? Hình như là chắc hai bên cảm thấy là tự nói với nhau rồi chia tay. Có cãi nhau gì to tát lắm không? Cũng cãi cãi mà cũng nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi. Ai cãi nhiều nhất? Nói chung là hai bên đều hết anh. Đều hết. Dạ. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Nói về tình yêu thì em có một. Nghĩ lý do tại sao mình không tìm được bạn trai? Tại vì chị thấy em rất là dễ thương. Cái môi trường kế toán của em á thì trai thì ít, không có nhiều. Còn cái môi trường mà em đi làm thêm mấy chỗ kia thì gặp đa số làm chung với những em nhỏ hơn thôi. Em thì thích những người chững chạc hơn em một chút. Cái mẫu người đàn ông mà bạn thích là mẫu người như thế nào? Thứ nhất là phải man, là đàn ông thật sự nha. Chứ nhìn bề ngoài mà man xấu muốn mà ở trong là phải man là cũng không ổn. Để tóc bình thường thôi, không mà uống rồi nhìn dũi thứ này thứ kia. Nhìn sao biết chuẩn man mà không chuẩn man bạn? Đâu mà em cần là cái người đó là thật sự là đàn ông của anh. Nhiều khi có nhiều người nhìn man lắm nhưng mà thiệt sự trong cũng không có man lắm. Bạn nhìn thấy anh Linh là man không? Anh Linh có vợ có con, với lại nhìn vậy là em nghĩ là chắc là man rồi đó chị. Chưa chắc. Có vợ có con chưa chắc là nha. Thế giờ cô gái bên kia có những cái yêu cầu như vậy, bạn có thể đáp ứng được không? Mình đáp ứng được anh. Dạ vâng được. Bạn sao? Bây giờ làm sao chứng minh là mình man? Nói chung là thì nếu mà có cơ hội để tìm hiểu thêm thì em sẽ chứng minh được. Bây giờ chứng minh liền, tôi phải kiểm chứng, tôi phải coi thấy man tôi mới làm mai. Bên đó người ta đưa ra yêu cầu vậy. Là vậy em làm sao không biết mà làm sao mà em man đó. Nhiều khi em ngại đông rồi đó chứ. Đâu có sao đâu, mình man là mình không có ngại gì trơn á. Mình eo eo vậy là mình mới nghi ngờ đó. Có gì cứ nói ra hết đi. Đúng rồi đó, giống như anh Quyền Linh vậy là mới man đó. Chứng minh bằng cách nào đây? Thôi được coi. Dạ. Thôi được coi. Bấm coi con chuột cá hay chuột đực. Vậy đó hả? Vậy là man đó hả? Dạ, đàn ông à. Không, cái cô này cô nói nhiều khi nhiều người vậy đó. Không, tức là không đây nè đó, mà vẫn là không bấm vô này có con chuột nhưng mà chuột nó chuột cái. Nếu mà chứng minh vụ kia để có dịp họ hẹn đi thì vụ gì? Vụ kia là vụ gì? Không có chứng minh mà thì lúc đó để hai người làm gì? Không có, cái đó để chuyện riêng cho tụi em.
Con trai mà đeo vòng là thấy không men rồi. Không, vòng là tại vì bà chị họ bà bán bên đồ bán phim á, thì thấy dễ thương mới tặng cho em. Em tính lột ra lội nhưng mà nó thấy dễ thương quá lột uổng quá thôi. Thì hồi lột tặng bạn gái đi, chứ để vậy là thấy là men, là không men rồi đó. Dạ để bữa nào em lột tặng bạn gái. Bữa nào chút dở màn lên là gặp nè. Bây giờ lột là không được. Sao vậy? Cứng ngắc. Mẫu bạn gái nào bạn không thích? Gái em thích là thêm nó ăn mặc hay lè lẹt quá em không thích. Lè lẹt. Dạ. Nói chung là không lễ phép người lớn em không thích. Chứ phải sạch sẽ gọn gàng, không thể gàng không thích. Dễ nhìn, thon thon là được rồi. Thấp em tí, chứ phải đảm đang. Trời nhiều quá vậy. Mình lâu lâu còn gì nữa hết thì đến hội qua kia. Còn không có cơ hội nói à, còn gì nữa? Hết rồi. Hết chưa? Dạ dạ hết rồi. Chắc nha. Dạ chắc. Nãy giờ nghe hết cái chứng bạn đưa ra rồi ha. Chị thấy có men không nhiều chị? Lắm. Men không hả? Trời ơi cái này người ta nói là để gặp em rồi ta chứng minh, chứ giờ ta đâu có chịu chứng minh cho chị đâu. Nãy giờ em cảm nhận cô gái em kia là người như thế nào? Cách nói chuyện thì cũng dễ thương. Về nhà ba mẹ có khó trong cái chuyện mà chọn dâu không? Ba mẹ em thì nói chung dễ lắm. Chủ yếu là em chịu là được rồi. Chắc chắn chưa? Dạ, dạ. Về ba mẹ ra không chịu cái là bỏ con người ta đi. Chào em. Dạ. Dễ thương giống Hồng Phượng quá ha. Về Bến Tre ở không? Cái quan điểm của em là nếu mà có xác định mà quen và tìm hiểu cưới thì sẽ lập nghiệp trên này. Không về Bến Tre đúng không? Sau này già tính sau anh ơi, chứ giờ trẻ là ở đây. Dứt khoát là ở đây hả? Dạ ở đây. Đó bây giờ dứt khoát là không có về Bến Tre rồi đó. Em thấy sao? Để qua qua mặt. Trời rủ qua mặt được thì sao? Không em thì có cái dự định vậy. Sau này em nghĩ em chắc cũng phải về quê. Tại vì về quê em thì cũng còn cha mẹ thôi, cũng không còn ai hết. Thì cô kia cũng không chịu về thì sao? Nếu mà kinh tế đây phát triển và ổn định thì có thể em suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại. Hôm nay bạn đến đây với ai? Có ai ủng hộ bạn không? Hôm nay bạn em có đi nhưng mà rất là công việc trục xuất á, không tới được, em đi một mình. À đi một dạ. Mình thôi. Dạ. Bạn trai có gì thì người thân không? Dạ có anh. Rồi bạn đi có, với ai? Có chị em, chị ruột với chị họ với anh rể. À rồi chào chị. Rồi em chào chị, em chào chương trình. Chị, em trai mình có khó tính lắm không? Nói chung là cũng dễ lắm. Bây giờ yêu cầu người vợ là đẫm đen, nãy có nói rồi đó. Dạ. Nhưng mà nãy em có nghe là bé gái này á là không có chịu về quê, hay người cứ cầu cưa là về quê hay không đó. Thì mình làm ở đây thì kinh tế được thì mình cứ làm ở đây. Còn như lâu lâu mình thỉnh thoảng cũng phải về thăm cha mẹ với em ha. Vậy cái công việc là về thăm gia đình thì ai cũng phải có trách nhiệm mà chị. Ba mẹ lớn tuổi em chấp nhận đem ra này phụng dưỡng cha mẹ, cái đó thì bình thường. Rồi cái gì hai đứa thì cho dịp hẹn hò đi rồi coi họp hay không. Với lại cho cơ hội anh chị đưa về Phú Yên cho biết chứ. Kết hợp du lịch luôn ha. Hay. Hay, chị rất là hay. Chị rất là tâm lý ha. Rồi, chúng ta kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện và cảm nhận với nhau. 2 phút, bắt đầu. Chào anh. Mình có món quà. Trời, cảm ơn anh. Cho em hỏi là cái công việc mình đi chợ với nấu ăn á, hai công việc đang thích công việc nào nhiều hơn? Anh thì hai thứ anh gì anh cũng thích hết. Thế gì cũng anh thích nấu ăn cũng được. Quan niệm tình yêu của bạn sao? Ở tuổi này thì cũng không phải là lớn nhưng mà cũng có trẻ nữa. Thì nếu mà xác định là quen thì sẽ chính thức quen là quen một người, không là vừa này người này người kia. Theo quan niệm đối với mình nghĩ mình quen người ta từ khi người ta phụ mình chứ không phải phụ người ta. Công việc của anh làm là cái thời gian là hành chánh hay là có tăng ca hay là có gì không? Anh thì thời gian hành chánh cũng có, thì thỉnh thoảng hàng nhiều cũng có làm tăng ca. Chủ nhật anh có làm không? Chủ nhật anh làm buổi sáng. Thì thời gian đâu dành cho bạn gái? Thì ban đêm anh rảnh mà. Không lẽ hẹn ban đêm không hả? Ban đêm thì thấy nó cũng lãng mạn. Nếu bây giờ lấy nhà về thì bạn gái giữ tiền, bạn trai có đồng ý không? Dạ chuyện đó là đương nhiên rồi đó anh. Chúng ta hãy nhìn vào mắt nhau và nói chuyện trong 30 giây nữa. Như anh ở miền Tây chắc là uống rượu được hả? Anh uống được nhiều không? Uống cũng được hả, chút chút. Em thì thích con trai uống được nhiều. Nhưng mà không phải là đi nhậu nhiều nha. Hút thuốc, rượu chè, mấy cái vấn đề đó là biết mọi thứ một ít rồi. Em không có can thiệp vào bên đó. Anh là hút thuốc có mà hút ít, uống rượu nói chung là có. Trai gái có ít không? Dạ không. Tứ lực được có hết hả? Em không có. Bây giờ quay lại cái vấn đề nè, nó hơi đi. Bây giờ nè, chứng minh cái vụ men lại cho tôi coi coi. Đó hồi nãy nói kéo màn lên nè. Thì có cách nào không, chứng minh men? Ví dụ như nếu em nói có cơ hội để tìm hiểu ngoài á, em chứng minh. Bây giờ phải làm gì thể hiện trước mặt cổ một cái cho chứng tỏ mình đàn ông coi. Quỳ xuống cầu hôn hay là hát một bài hay ôm hôn một cái hay là cái gì đó. Em muốn làm gì em làm. Thôi em hát đi. Chịu men. Hát nhiều khi run quá. Đứng lên mình thể hiện sao cho men đó nha. Đứng lên thôi vậy. Nam Nhi Đại Trường Phu không có sợ gì hết á.
gái mới e lệ đó. Đúng rồi. Đứng trước con đường mưa, anh vô tình nhớ một nụ cười. Đứng trước con đường mưa, anh vô tình nhớ một vòng tay. Nhưng giờ anh tìm thấy những kỷ niệm từ khi gặp em. Nhưng rồi anh tìm thấy những nụ cười cho anh niềm vui. Được rồi. Hát trời gầm luôn rồi đó. Nhưng mà thấy hình như nó cũng chưa men. Thùy mị quá hai chị. Em... Bạn gái nói chuyện mới nói. Thôi thùy mị quá kìa. Không, tính tình anh á, vui vẻ hòa đồng với ta lắm. Ít có mà la vẻ hay nọ không. Không la vẻ luôn. Nếu mà nữa mà lấy vợ về mà vợ giận thì làm gì cho vợ vui. Giận thì lại ôm cái hùng hát giận. Trời, nói cho tự vỗ tay luôn. Thấy vô vỗ, em vỗ theo. Thôi, vậy chúng ta sẽ bấm nút đi ha. Suy nghĩ thật kỹ nha. Có 3 tiếng đếm để quyết định. Đúng rồi. 1 2 3 Như vậy là chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau. Một cái giỏ hoa rất là đẹp và một cặp vé xem phim. Tôi nghĩ rằng cũng rất là tốt để các bạn sẽ tìm hiểu với nhau nhiều hơn nữa. Bến Tre, Phú Yên kết lại gần với nhau. Nắm tay nhau cái đi. Gì vậy? Giờ vô ôm hùng cái được không? Đông quá. Nói cho em ngại. Hả? Rung không được. Rung không hùng được hả? Dạ. Nếu muốn em về kiểm tra xong em báo chị biết sao chứ gì thấy e lệ lắm nha. Nếu mà có thời gian tìm hiểu thì hẹn nhiều khác nha. Đây là hai phần quà tặng cho bạn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Chúc mừng hai bạn. Chúng ta có thể nắm tay đi xem phim. Em á, đặc điểm của em á là em nóng tính thôi. Dễ chiều em lắm. Tí như là mời em một món ăn nào đó là em chịu liền rồi. Chúc mừng cặp đôi đầu tiên. Cặp đôi thứ hai không biết thế nào đây. Tôi cũng đang lo lắng quá. Hy vọng rằng họ sẽ nhấn nút hẹn hò với nhau. Hà Mang xuống. Mời bạn nam. Dạ chào chị Cát Tường ạ. Chào, chào bạn. Quý vị khán giả. Bạn tên gì? Dạ em tên Phương. Dạ sinh năm 73 anh Linh. 73. Dạ. Phương làm nghề gì? Dạ em hiện giờ em đang làm bên Robinson, bên bộ phận thu nợ. Thu nợ hả? Dạ. Hiền vậy sao thu nợ được? Lúc thu nợ có dữ không? Nhiều lúc cái công việc của mình đòi hỏi mình phải chút xíu mình có chút xíu. Dạ. Chút xíu dữ hả? Chút xíu dữ. Rồi Phương làm bộ phận thu nợ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Rồi, bạn giới thiệu về mình. Em tên là Phượng. Năm nay em 37 tuổi. Em đang làm công ty dệt may Thắng Lợi chị. Sở trường của em là em vui vẻ, hoạt bát. Em thích đi du lịch. Khuyết điểm của em là em không biết nấu ăn. Thì hiện nay mình đang ở với ai? Em ở với mẹ và em trai. Vậy là rồi mẹ nấu ăn không là hả? Nấu ăn cho mình. Mẹ đôi lúc em cũng có vô bếp nữa. Đó bạn có quen được bao nhiêu người rồi? Mình không có nhớ anh nhưng mà... Nhiều quá không nhớ luôn. Không, không, không phải. Tại vì nó độ cũng khoảng chừng một hai người gì thôi à. Chắc mình cũng hơi khó hay sao á. Anh khó vấn đề gì? Bản chất của mình từ nhỏ đến lớn nó hơi cẩn thận, nó tỉ mỉ, nó cầu kỳ. Anh khó như vậy á, em thì dễ á, rồi liệu của mình có hòa hợp được không anh? Có nghĩa là giờ người ta nói có luật bù trừ đó em. Cái gì em cũng dễ hết trơn, ăn cũng dễ, mà nhất là ăn á, em ăn dữ lắm á. Em á, đặc điểm của em á là em nóng tính thôi, chứ nóng tính nhưng mà cũng mau vui lắm. Dễ chiều em lắm, tí như là mời em một món ăn nào đó là em dịu liền rồi. Em không bằng lòng gì là em nói liền. Em nói tức khắc luôn, em phải nói cho ra lẽ. Vậy là xong thôi. Chứ em không để trong lòng ấm ức khó chịu lắm. Có nghĩa đó là mình thẳng thắn thôi. Dạ, đó, em cũng cộng. Tuy nhiên em phải la nữa. Em phải la trước la nữa hả? Dạ. Cái đó không phải gia trưởng đâu mà là tất nhiên là nóng quá. Em la lên vậy thôi. Từ trước tới giờ thì bạn đã có được bao nhiêu mối tình rồi? Em chỉ có một thôi. Có một. Là thời đi học á. Thật sự 37 tuổi là đã, tuổi không đã lớn rồi. Thật dạ. sự là quá lớn để mà chưa lập gia đình. Dạ. Thì lý do gì mình có tìm hiểu cái nguyên nhân không? Con trai em ta thích phụ nữ dịu dàng, ngọt ngào. Nhưng mà không, đây là lần đầu tiên em diễn đó anh ấy ơi.
Anh chưa thấy, chút xíu nào anh sẽ thấy. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của em á. Vậy luôn á hả? Dạ, em chưa bao giờ bận đầm hiu mà cao gót hết trơn á, nó không tự tin. Nhưng mà ở nhà gia đình mình có hối thúc mình nhiều chưa? Dạ có chứ, nhất là mẹ đó, chính là mong con phải lớn lấy chồng. Mà thật chất ra là em sợ không ai hiểu được cái tính của em á, tại em nóng tính nè. Rồi em không biết làm gì hết trơn á, ngoài công việc. Cụ thể cái việc nóng, cái lần nào mà em nóng nhất á, cụ thể là cái chuyện gì? Có một lần á, bạn đó mời em đi chơi. Xong khi trả tiền, anh nói anh quên cái ví ở nhà. Em lật tức em đập cái bàn. Em đập cái bàn, em nói anh muốn uống nhiều, anh muốn uống nhiều tôi cho anh uống nè, anh đừng làm gì đó với tôi. Đối với tôi á, mấy cái này là chuyện nhỏ, đừng có làm như vậy, kỳ cục lắm. Em bỏ đi một nước luôn. Không ai trả tiền. Em trả xong em ai đi. Ai trả xong dạ. Em đi. Nóng gì rồi, hao tiền tốn bạc. Rồi hôm nay đi thì có mẹ mình đi theo không? Dạ có. Mà dạ. Mẹ đâu? Dạ mẹ. Dạ con chào cô. Chào dạ. Cô Cát Tường. Dạ cô ơi, hồi trước giờ cô để sao cái đoạn dài vậy? Không có bạn trai, cô không kiếm người mai mối trong gia đình hả cô? Khánh Phượng cũng có nhiều mối tình lắm dạ. Nhưng mà chắc có lẽ là con bé nó hơi kém. Tánh nó thì hơi nóng thật. Thấy hối thúc hoài không được thì thôi tôi cũng cho qua. Thì để cho tự cũng quyết định. Dạ. Cô thấy anh này thế nào? Ăn thua là hai người. Nếu thấy hợp thì cứ việc tiến tới thì tôi ủng hộ thôi. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ. Bây giờ anh có đi chơi với người thân không? Dạ có, mấy đồng nghiệp làm chung bên công ty. Bên tổ thu nợ đó hả? Dạ đúng rồi. Dạ, nguyên mấy anh luôn á hả? Nguyên một băng này luôn á dạ, hả? Quá dữ. Đi ha. Băng thu nợ vậy đó hả? Thấy lực lượng vậy là thấy thu được rồi đó. Dạ chào anh với chào chị. Nãy giờ bạn cảm nhận câu chuyện với hai người, thấy họ có đồng quan điểm với nhau không? Có thể đến với nhau được hay không? Theo em thấy là anh với chị cũng có một nét rất là hợp nhau. Người dễ, người khó. Bởi vì có thể sống chung với nó được. Nếu mà tính tới chuyện tương lai. Rồi, cảm ơn bạn. Anh có yêu cầu gì với cô gái bên kia, anh cứ nói với cô ấy. Em chỉ cần cái người bạn gái trước hết là chung thủy. Không thích nhất là cái chuyện giả dối trong tình cảm. Những cái sau đó thì mình có thể mình xí xóa đi cũng được. Ví dụ nữ thì biết nấu ăn thì tốt. Kia cô ghi không biết nấu ăn. Biết nấu lúc được lúc không. Kệ okay, thì bữa nào cái lúc nào nấu được thì ăn, còn không nấu được thôi ra ngoài cũng hợp. Mình có cái yêu cầu gì về người bạn trai của mình không? Em á thì không có đòi hỏi gì hết á, chỉ là không có tính vũ phu thôi. Biết lo cho gia đình, rồi công việc ổn định, vui vẻ và thích nhất là cùng nhau đi du lịch. Cả gia đình đi du lịch. Không thích vũ phu, không dạ. Thích gia trưởng. Có không anh? Dạ không có anh. Không bao giờ có đúng không? Dạ, không có. Đó đừng bao giờ có anh ơi. Vũ phu gia trưởng là đàn ông mình hay mắc phải lắm ha. Tôi xem cô gái bên đây thế nào nha. Trời ơi cô dễ thương quá. Dạ, chào em. Anh kia thật sự rất là chín chắn. Ảnh là rất là thật lòng và đang đi tìm một nửa yêu thương của mình đấy. Em cũng hy vọng vậy, tại tuổi em cũng không có nhỏ nữa. Không, cũng còn trẻ dễ thương lắm. Dạ. Nãy giờ nghe anh bên kia nói có cảm nhận được gì không? Em thấy anh cũng hiền, thật thà. Còn tốt bụng hay không em chưa biết. Không tốt bụng nhưng hơi đòi nợ. Tại vì đâu đòi nợ là không có tốt rồi. Thu nợ rồi nói vậy thôi. Đó là thu nợ công việc thôi. Dạ. Tới cũng đưa giấy tờ văn bản thôi chứ đâu. Còn tao không đưa. Tao nào tôi không phải vậy. Ha, bộ phận thu nợ. Dạ. Vậy thôi. Thật ra là như thế này, cái vụ nóng tính nó bớt chút xíu. Bớt nè đây cũng chị. Nóng tính lắm mà mình phải bớt chút xíu. Dạ. Nam người ta thích cái gì đó gọi là yểu điệu thục nữ thì quân tử mới hiếu cầu. Dạ. Nha. Dạ. Dạ em chào chị Cát Tường. Dạ chào anh. Anh hứa là không có vũ phu nha. Dạ hứa. Không có gia trưởng nha. Dạ. Có gì mình trao đổi với nhau thôi, nam nữ bình đẳng anh nha. Dạ. Cho em hỏi câu tế nhị tí. Bây giờ thí dụ như mình kéo màn lên rồi mình kết hợp, mình hẹn hò với nhau được á. Dạ. Mà hợp nhau á thì khoảng bao lâu thì anh đám cưới được? Có lẽ chắc cũng một thời gian ngắn, chị thí dụ khoảng vài tháng. Phải tìm hiểu thêm. Thôi vậy nói chung là nền tảng là cũng được anh ha. Dạ có cái móng cũng rồi. Có cái móng rồi. Dạ. Dạ. Em bên kia chỉ lo cái vụ mà thu nợ thôi. Em nghĩ chắc là được. Anh có thể diễn tả chuyện công việc của anh thu nợ là sao, nhiệm vụ của anh là sao? Ví dụ giờ anh đóng, tôi đóng vai cái người mà đang thiếu nợ công ty anh đi. Anh dạ. Xuống anh đòi đi, anh nói sao? À, dạ thưa anh A, anh B gì đó thì em bên công ty tài chính rủi ro thì em xuống đây để nhắc về cái số nợ của anh hiện nay là 4 tháng. Biết rồi, nhưng mà tôi không có tiền trả. Dạ thì bây giờ anh cố gắng anh thu xếp hoặc anh có thể anh cho em biết về cái tình hình kinh tế của mình. Tình hình giờ kẹt lắm rồi. Cụ thể giờ không có đồng nào để đâu đóng hết trơn á. Em sẽ nhờ đến bên. Giờ ông làm gì làm đi, giờ ông làm gì. Giờ em, nếu mà anh nói vậy em sẽ nhờ bên công an địa phương của mình hỗ trợ để cho bên công ty em thu rồi, hồi cái số nợ này. Tôi có gì đâu thu. Em mời anh lên bên công an khu vực. Tôi không lên địa phương.
Nếu vậy á, em gặp những khách hàng vậy á thì em sẽ về em báo cáo lại với công ty. À, thì sao? Vậy hiền khô à? Em ơi hiền khô à? Nghe nó thu nợ dữ dội chứ nó giờ thấy hiền khô à? Mà không dám gì hết trơn. Ừ. Sao rồi? Kéo màn lên. Cố gắng chị nha. Chúng ta có 2 phút. Nãy giờ tôi thử đóng kịch vậy coi anh hiền anh giữ thế nào đó. Không có giữ. Yên tâm nha. Chào anh ạ. Làm đó. Vâng, em cảm ơn anh. Anh là ở thành phố hay là ở quê? À, dạ anh ở Gò Vấp. À, em ở đâu? Hồi nãy em ở quận 12 ạ. Gò Vấp hai quận gần nhau. Hồi nãy em có nói rồi hồi đó giờ thì em chỉ mặc quần jean với áo bùn thôi phải không? Dạ đúng rồi. Giờ lần đầu tiên mình em gì anh đập. Mà em diện chứ em chưa bao giờ diện. Tại vì hồi nãy em có nói là em dễ anh hơi khó nhiều khi sợ. Không, cái... em dễ lắm, chỉ có điều em nóng tánh thôi. Cái lúc mà em nóng tánh, em nói nóng lúc đó là em phải làm cho ra lẹ. Dạ, lúc em đó phải làm cho ra lẹ. À, rồi xong qua lúc đó là thôi. Dạ, xong rồi. À, làm, cái lúc mà em làm, cái lúc thì cái lúc đó anh cố gắng anh chịu đựng chút xíu. Dù giờ nóng quá quýnh luôn rồi sao? Quýnh thì cài cho quýnh luôn. Ờ, à, được. Mà đâu dám đánh lại. Cái lúc mà em nóng thì em cứ việc em nói thì anh sẽ cố gắng anh chịu đựng cho qua cái lúc đó. Rồi, thì ví dụ mình qua cái lúc nóng rồi thôi. Dạ. Phụ nữ mà anh mình phải nâng niu chứ. Cưng vợ không? Dù lấy vợ vậy cưng vợ không? Phải cưng anh. Nhìn bên đây nè, cưng đâu đây? Nếu mà anh có ý đồ lập gia đình đó thì... Ý đồ thì anh là ở chung gia đình hay là mình ở riêng? Ví dụ anh lập gia đình á thì cái người vợ của anh có đồng ý ở chung thì mình ở chung, ví dụ cái thời gian đầu cái chi phí như thế nào đó mình có thể ở chung gia đình thì nó tiết kiệm cái chi phí lại được chút xíu. Thích ở riêng ở chung? Em thích ở riêng rồi. Tại sợ không biết nấu ăn rồi về rồi gây khó khăn cho không em. Cũng sao, ví dụ mà ăn cơm hộp cũng được, cơm bụi cũng được em. Anh nấu, nấu nha. Cái gì nấu đường nấu, còn không nấu không được thôi kệ. Tóm lại em thấy anh sao? Em chưa thấy khuyết điểm nào hết. Trước mắt là vậy phải không? Dạ. Cái thời gian ngắn quá thì dạ. Giờ sao em không nghĩ ra lên này. Rồi chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Bấm nút hay không bấm nút? Chuẩn bị. 1 2 và 3. Hết thời gian. Đổ vào nhẹ nhõm anh ạ. Con rất là hiền, rất là dễ. Chúng ta chỉ cần nhìn mắt thôi, chạm mắt nhau nó biết rồi. Tôi cảm nhận chị ấy là một người rất là tốt. Hãy lo lắng và chăm sóc tốt cho chị ấy nha. Anh có thể cầm tay chị được không? Cái này là công ty anh nói chứ không phải em nói nha. Công ty anh biểu hưng đi. Em đại quá. Cái nào hôn không? Cái nào hôn báo cho anh. Chừng nào hôn báo cho anh lên. Trời ơi, chừng nào hôn báo luôn rồi. Chi thôi được rồi, đây gửi tặng anh chị cặp vé xem phim, và đây gửi tặng anh chị nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hy vọng là chúng tôi sẽ nhận được tin mừng của anh chị nha. Dạ, chúc mừng anh chị. Anh chị có thể dắt nhau đi xem phim rồi. Dạ, chào anh. Rất là dễ. Ông chủ cũng sắp đặt cũng làm ai rồi, cái thôi quen được đâu chắc chừng nửa năm. Lộn nửa tháng chứ không có được nửa năm. Mới có quen cái nửa tháng mà người đó hối cưới quá. Mới tình thứ ba thì do bạn bè cũng gài kèo vô. Ờ, yêu mà gài kèo nữa được bao lâu? Rồi cái cũng quen chắc cũng được nửa tháng. Xin mời nhà gái. Thôi đi em. Trời ơi. Mời nhà trai. Này, ngồi đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quỳnh Ninh và em chào anh trai ở bên kia. Chào tất cả các quý vị khán giả có mặt ở dưới. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Thị Ái. Năm nay em 29 tuổi, quê em ở Hải Phòng nhưng mà hiện em đang công tác và sinh sống tại Tây Ninh. Em là giáo viên toán cấp 2 ạ. Bây giờ em đang sống ở Tây Ninh hả? Dạ đúng rồi ạ. Giáo viên toán đó bạn ơi. Tên là gì? Dạ em tên là Ái ạ. Ái hả? Dạ. Tên dễ thương quá. Rồi mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Linh. Rồi em. Chị Hồng Vân và bạn nữ phía bên kia. Tất cả mọi người ở trong hội trường của ngày hôm nay.
Em tên Trịnh Ngọc Điền, 44 tuổi. Em ở Tây Ninh. Em làm nghề sửa điện thoại di động. Trời ơi, bạn trai lớn hơn bạn mười mấy tuổi lận đúng không? Dạ được ạ, em thích những người lớn tuổi ạ. Đó là người của em đúng không? Dạ đúng. Trời rồi mừng ạ. Mừng quá. Người lớn tuổi chững chạc em ơi. Em giới thiệu cho bên đó biết cái ưu và khuyết của mình đi. Em thì vui vẻ, hòa đồng với mọi người và thích ca hát. Được rồi, có tính ca hát là vui rồi. Dạ, nhân chương trình đây thì em xin gửi đến chị Hồng Vân, anh Quyền Ninh, bạn trai bên kia và cùng mọi người một bài hát được không ạ? À được chứ, em hát đi. Thì em xin hát bài Mơ Tình Như ạ. Người yêu hỡi có lúc mình hờn trách nhau khi xa vắng nhau. Người yêu hỡi có lúc trời làm cơn mưa rơi rơi rất lâu. Em giận hờn vu vơ thế thôi. Em chỉ mong sao mưa đừng rơi. Vì em biết sẽ chẳng thể nào cách xa anh trong phút giây. Vì em biết nước muôn ngày mình có nhau vẫn luôn đong đầy. Thôi thì mưa rơi rơi cứ rơi. Em ngồi đây vẫn mong giấc mơ về anh. Trời ơi, ngoài kia đang mưa mà em vẫn ngồi đây để mà em ôm giấc mơ về anh. Bên kia hát bên đây mặt căng thẳng dễ sợ luôn. Căng hả? Sao vậy? Đó, cười tươi thế này đi em trai. Rồi bây giờ em có điểm yếu gì không? Dạ, em nói hơi nhiều và đôi lúc là hơi nóng tính ạ. Hơi nóng tính phải không? Rồi bây giờ nè, em trai. Dạ. Em có ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì cũng hơi nhiều. Hơi nhiều quá hả? Ưu điểm hơi nhiều luôn, ghê thiệt chứ. Ưu điểm gì đâu nói, để em quạt ngay chơi coi. Ưu điểm đặc biệt là em cái tánh em thì rất là đầm, không có nóng. Ai mà cư xử như thế nào em cũng có thể từ từ mình giải quyết được. Vậy là hợp á, bên kia nóng á là em đầm được rồi. Rồi khuyết điểm là gì nè? Khuyết điểm của em á là đôi khi em nói chuyện với bạn bè hơi nhiệt tình chút xíu. Đôi khi là mình có thể nói là cái lời nói mình nó nói trước cái đầu suy nghĩ đi. Nên cũng đôi lúc có thể là dễ làm cho bạn bè không có được vui lắm. Bây giờ bạn gái nói thử cho bạn kia biết cái về vấn cái tình trường của bạn. Có mấy tình yêu rồi? Em thì mới có một mối tình thôi ạ. Cách đây bao lâu? Từ thời em còn sinh viên. Thì sau một thời gian thì anh ấy ra trường và quê cũng ở xa, công tác ở xa. Em thì lại còn đang học. Nên là dần dần cái khoảng cách nó giãn dần ra. Và cuối cùng thì chúng em chia tay. Chia tay có nghĩa là bạn yêu trong bao lâu? Dạ được khoảng 4 tháng ạ. Ôi ôi, mối tình dài vậy sao? 4 tháng thôi, một mối tình duy nhất trong 4 tháng đầu đời thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu năm độc thân rồi? 9 năm ạ. 9 năm rồi nha bạn. Còn em mấy mối tình nè? Em thì có 3 mối tình. Dữ ha. Mối tình đầu là tình yêu đơn phương. Còn mối tình thứ hai thì do ông chủ cũng sắp đặt, cũng làm ai. Rồi cái thôi quen được đâu chắc chừng nửa năm. Lộn nửa tháng chứ. Nửa tháng chứ không có được nửa năm. Thôi yêu mà lộn nữa. Yêu nửa tháng. Mới có nửa tháng mà kiểu như mình mới có quen cái nửa tháng mà người đó hối cưới quá. Rồi cái mình cũng chưa có, lúc đó chưa có tạo dựng được cái kinh tế vững chắc gì. Trời ơi, quen mới có nửa tháng tức 15 ngày là hối cưới rồi hả? Bỏ đi mối tình thứ ba đi coi sao. Bỏ đi. Rồi. Còn mối tình thứ ba thì do bạn bè cũng gài kèo vô. Trời ơi, yêu mà gài kèo nữa. Được bao lâu? Rồi cái cũng quen chắc cũng được nửa tháng. Tao để tôi qua tôi coi người con trai nửa tháng. Người đàn ông chứ, người đàn ông nửa tháng. Ôi ôi, ngắt ngang bao lâu rồi? Cách này chắc cũng phải trên 6 năm. 6 năm. Rồi. Dạ. 6 năm. Như em mong muốn cái mẫu hình bạn gái của em phải như thế nào? Mẫu hình bạn gái của em thì trước tiên là phải con nhà đàng hoàng, lương thiện, nói năng phải nhã nhặn. Rồi da sáng dáng cao. Nói chung còn nhiều lắm. Nhiều nữa nói thử coi. Em nói thử đi. Chị coi là cái xác suất bên nhà gái chị có đáp ứng được không nè. Mình ống chỉ hay là mình dây đó. Dạ đúng rồi, mình dây. Mình dây. Dạ. Rồi sao nữa? Quen bạn gái với em nó hơi khó khăn ở chỗ là tại em lớn tuổi. Mà em nhắm toàn mấy người trẻ trẻ không à. Nên tao cũng không thích em lắm. Em thích con gái trẻ đúng không? Dạ. 29 tuổi là trẻ chưa đối với em? Dạ, cũng tương đối là trẻ rồi. Trẻ rồi đúng không? Đúng, nói già rồi là mệt lắm. Ông qua ông coi nhà gái tôi có đáp ứng được không? Chàng trai yêu 15 ngày. Khó tính rồi nha. Để tôi qua tôi kiếm người yêu cho anh 15 ngày nha. Rồi, yêu hai mối tình đúng 15 ngày chứ. Chắc không được rồi anh. Em mập mà. Không, bên đây như anh đâu. Không, bên đây mình dây là ok rồi. Quá được luôn. Da trắng dáng gì quên rồi. Da trắng dáng cao. Cười xinh, con nhà đàng hoàng, lương thiện. Em gái, em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích đàn ông gia trưởng. Tính cách mà trẻ con là em cũng không. Anh này không có trẻ con đâu.
Em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Em thì cũng không yêu cầu quá cao về ngoại hình đâu ạ. À, miễn là cao hơn em chắc khoảng 1m7 lên được. Được. Rồi bây giờ nè, mình hỏi ký người thân coi sao nha. Mà thấy cũng ổn đó. Ổn á, ổn lên. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với các anh chị đồng nghiệp ở dưới ạ. Lực lượng đông đảo vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi, chào cả nhà như chung trường đúng không? Dạ. Chào các thầy cô giáo. Dạ em xin chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào. Hai MC duyên dáng dễ thương của chương trình. Rồi, cảm ơn. Em xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Chào em Nam bên nhà trai. À, em là đồng nghiệp với em Ái. Về bạn Nam bên này thì cô thấy là chững chạc, vui vẻ. Thì cô cũng thấy là hợp với em đó ấy. Cô cũng hy vọng là hai em cho nhau cơ hội để tìm hiểu, tiến tới xa hơn nữa. Xin hết. Cảm ơn cô. Điền đi với ai Điền? Dạ em đi với chị ruột với anh rể. À chị ruột anh rể hả? À, chào gia đình Điền. Chào anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Chào bạn gái. Chào gia đình bên gái luôn. Chào khán giả trong trường quay. Em tên là Trịnh Thị Bích Phượng. Chị thấy như này Điền, chị thấy bạn gái bên đây cũng dễ thương lắm. Cũng đúng tiêu chuẩn của em rồi. Thì thôi thì chúc hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Yeah. Rồi cảm ơn chị. Chị gái rất là gãy gọn luôn á. Gọn, nhanh gọn lẹ. Bây giờ mở màn cho anh 15 ngày nha. Chuẩn bị kéo rào. Anh. Nhưng ngày hôm nay ngày đầu tiên mình gặp nhau anh cũng xin phép tặng nha. Dạ em cảm ơn anh. Sao nè, da trắng dáng cao nè, mình dây nè, đúng chưa nè? Dạ lần đầu tiên gặp nhau thì em cũng có món quà tặng anh. Bình thường em đọc sách thì cảm thấy tâm hồn nó rất là thanh thản, nên là cũng hy vọng anh có những cái phút giây như vậy ạ. Dạ anh cảm ơn. Gặp em hồi hộp quá. Anh thấy em cũng rất là dễ thương. Dạ em cảm ơn ạ. Cho em hỏi anh là anh nghĩ thế nào mà khi mà ví dụ giả sử như là mình thành đôi, sau này thành vợ chồng chẳng hạn, thì anh nghĩ thế nào về việc mà chia sẻ cái công việc nhà với vợ? Cái vấn đề đó thì anh nghĩ là nam nữ bình đẳng mà. Thì người một việc giúp đỡ nhau để mình phấn đấu cho tương lai. Nếu mà mình có điều kiện thì mình mướn thêm người làm nữa, mình khỏi phải làm. Dạ. Rất là thực tế luôn. Giờ hiện giờ là anh ba mẹ anh còn đúng không ạ? Rồi, anh chị em gia đình anh thì giờ chỉ còn anh với mẹ anh thôi. Vậy có nghĩa là phải có cái chuyện làm dâu đúng không? Vậy, chắc chắn phải làm dâu rồi. Mà làm dâu nhà anh dễ lắm. Đâu có gì đâu làm đâu. Em thì em cũng không ngại làm dâu, bởi thực ra là em ở trong đấy có một mình thôi. Nên là em cũng rất là muốn có một cái gia đình mà có đầy đủ, như là có mẹ thì càng tốt. Ở đó là cái góc nhà thờ á. Nếu mà làm dâu nhà anh hơi cực xíu. Cũng mới nói không có làm anh... gì giờ tự nhiên nói cực, cực là cực sao? Ví dụ như một năm ở nhà có chừng 7-8 cái đám dỗ gì đó. Hằng năm 7-8 đám dỗ hả? Dạ. Vợ phải làm phụ đám dỗ hả? Nếu mà vợ chồng thì phải chia sẻ. Có anh chị em là về phụ chứ đâu có phải là mình làm đâu. Nếu kẹt quá mình mướn người ta nấu có gì đâu. Giờ cũng vậy. Giờ nếu mà em đồng ý cho anh bước tới á, thì mình sẽ tạo cái khoảng thời gian để mình tìm hiểu thêm. Dạ, em cũng rồi, muốn đồng ý là ví dụ như là mình có cơ hội với nhau á, thì mình cũng phải tìm hiểu. Qua năm thì mới tiến tới hôn nhân được. Cũng có thể. Cũng có thể. Nói câu gì với em gái cái nắm tay cái cảm giác làm sao? Dạ, đến đây rồi thì mình anh cũng muốn mình tìm hiểu với nhau. Em thấy con người anh như thế nào? Em có thể em cho anh cơ hội. Em thấy con người anh thì thật thà, cũng tình cảm. Nắm tay thấy sao Điền? Thấy sao? Nói cổ nghe thấy sao? Cảm giác sao? Cảm giác ấm áp. Ấm áp. Dạ. Em có thích cô gái đối diện không? Dạ thích. Thích hả? Em muốn cô ấy về làm vợ mình không? Dạ cũng muốn. Cũng muốn đúng không? Đấy rất là chân tình. Anh thật sự nói anh rất thích chàng trai này. Rất là thật thà luôn. Có sao nói vậy. Hy vọng rằng hai bạn sẽ dành cơ hội cho nhau. Nào, để tay vào nút bấm đi các bạn. Anh khoái cặp này rồi đó. Nếu 15 ngày cưới anh chị Dân xuống đó. Dạ. Con tim mình sao nè, hai đứa luôn nè. Đó. Thấy chưa, đâu cần tới mình chi. Nào nắm tay nhau đi. Đó. Bây giờ xin phép đàn gái nè, cho hôn nụ hôn đầu tiên đi. Vậy em xin phép bên đàn gái cho em hôn bạn nữ cái. Anh muốn hôn em cái. Dạ rồi.
Không, nó đơn giản quá. Hửi à, chứ không có chưa, chưa có hôn à. Hửi cơ mà. Thấy sao? Để thôn. Ôm. Thấy thôn. Trời ơi, thiệt tình dễ sợ luôn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadari do Vina Cacao sản xuất. Vitadari xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadari. Vitadari tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitadari trị giá 32 triệu đồng. Ngon lành luôn. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Sớm có tin vui nha. Em cảm ơn ạ. À, đi một mà về hai á. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Em thích mẫu người đàn ông thế nào? Cái đầu tiên mà gây ấn tượng với em là tạo một bạn trai cao ạ. Cao từ 1m7 trở lên. Được. Chân thành, chung thủy. Gu của em là cao to đen hôi. Cao to đen hôi đủ luôn. Thôi hồi tự em tìm hiểu ha. Hồi tôi không biết nha. Dạ, cái đó để em test. Test ha. Xin mời nhà gái nào. Bà Trân. Trời ơi, cô bé xinh xắn. Mời bạn trai. Rồi, mời đi em. Mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Nguyễn Linh. Em tên là Nguyễn Thị Á Tín. Năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Bình Định. Em nghề nghiệp của em là giáo viên mầm non. Hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời em trai. Chào chương trình. Chào Nguyễn Linh, với chào chị Hồng Vân. Em tên là Vui, quê ở Cần Thơ. Năm nay em 30 tuổi. Làm nghề cây khí. Sống ở Bình Tân là hết rồi. Bạn gái, cho chúng tôi biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của em là em rất là vui vẻ, hài hước, nhanh bắt chuyện. Em hợp trong đây rồi đó, anh đây tên Vui đó. Dạ, em có một cái ưu điểm là nổi bật nhất là nói nhiều à. Sau này lúc đầu là ưu điểm là mình nói chuyện, mình có rất nhiều chuyện để chia sẻ với các bạn. Rồi bên đó là sao? Bên đó ưu điểm là gì, khuyết điểm là gì? Em chỉ là ưu điểm ít nói chứ hiền đó. Em có lắng nghe không? Có lắng nghe chị. Như em ghét giả dối với căng thật á. Ủa là sao? Ý là em ghét giả dối nhưng mà hết căng thật đó, như chị con căng thật á. Chàng ơi. Chị. Sao rung dữ vậy Vui? Tại em hơi hớp. Hồi đêm qua có ngủ không? Qua mất ngủ luôn á. Là tại vì hôm nay tham dự chương trình đó đúng không? Dạ, hôm nay nghe chương trình này thấy lo ngợp, suy nghĩ cái gì đó, ngủ không được, nằm lát tay chán hoài. Vậy đó hả? À. Em có nghĩ là hôm nay em sẽ tìm được một nửa cuộc đời của mình không? Em cũng còn nguyện, không biết sao. Làm gì nôn vợ dữ vậy? Tới rồi, muốn vợ quá rồi. Vui đó, cười vậy thoải mái nè. Đó, vậy thoải mái. Bây giờ yên tâm đi, ở đây có chị Hồng Vân với anh Huyền Linh. Bây giờ mình tỉnh rồi đó. Tình yêu của mình sao rồi? Yêu mấy lần rồi? Em chưa có yêu ai hết chị. Chị cũng trong trắng vậy. Thiệt không vậy? Dạ. Tại lý do gì? Tại em nói là làm với ít cũng ít cho lưu với người ta rồi không có quen ai vậy rồi. Có ngày làm gì ở nhà bấm điện thoại với làm văn phòng không đi đâu nha. Sao mà không có tiếp xúc với phụ nữ được? Cái ít gặp lắm, gặp như là mấy người đàn ông với bà phụ nữ không à, chứ không có như là gái vậy gái ít lắm. Vui, ví dụ em thấy con gái em có thích, thấy cô rung động gì không? Thấy con gái đẹp mình thấy ước gì mình nghĩ là vợ mình, trời ơi. Có bao giờ nắm tay phụ nữ chưa? Có hả? Nắm tay ai vậy? Giao tiếp như là những cái phụ nữ như là mình giao lưu vậy đó. Có rồi bắt tay. Đó bắt tay. Trong đầu em á là cái người phụ nữ của em phải như thế nào? Thì chỉ cần như là một
dâu hiền chứ hảo đó, nhưng là phải đẹp làm sao, phải da phải như thế nào, hay là đẹp với chị được rồi, đẹp với chị được rồi. Cũng có chút chút, cũng có chút chút. Tình yêu của em sao này, nói cho anh Linh nghe đi. Dạ, em chào Linh. Dễ thương. À, tình thường của em thì em đã trải qua được 2 mối tình rồi ạ. À. Kết thúc của em là cách đây đã gần 3 năm rồi ạ. À. Dễ thương lắm, vui. Em nghe nãy giờ anh nói chuyện, em cảm giác người đàn ông như thế nào? Em cảm giác như ảnh là người thật thà, hỏi gì nói đó gì anh. Đúng rồi đó. À, cái người đó thẳng như ruột người vậy đó. Dạ. Là nữa em hỏi gì nói đó. Dạ. À. Em sẽ khai thác triệt để. Triệt để luôn nha. À, thì khoảng bao lâu em có thể đồng ý cho bên đàn trai bước tới? Tầm khoảng 1 năm ạ. À. Cứ liền được không em? Cứ liền được không kìa? Ừ, cứ liền 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 là bao lâu ạ? À? Nếu anh đồng ý là rước em thì Vinh liền à. Có sao nói vậy người ơi đó, rước liền luôn. Dạ. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ với lại một người bạn đồng nghiệp ạ. À. Mình xin kính chào MC Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Mình là mẹ của Ái Tín. Nó sao? Mình thấy anh vui thì cũng được đó. Nhưng mà mình không biết ý bé Tín như thế nào. Chúng mình thấy anh vui thật thà, cũng cao ráo cũng được. Mẹ nói vậy rồi đó, cảm ơn cô nha. Dạ. Nhưng mà với em á, em thích mẫu người đàn ông thế nào? Cái đầu tiên mà gây ấn tượng với em là bạn một bạn trai cao ạ. Cao từ 1m7 trở lên. Được. Chân thành, trung thủy. Gu của em là cao to đen hôi ạ. Cao to đen hôi đủ luôn. Thôi hồi tự em tìm hiểu ha. Thôi tôi không biết nha. Dạ, cái đó để em test. Để em test ha. Vui đi với ai? Dạ em đi có mình không? Mình lên đây. Trên đây có bạn bè, bà con gì không? Có bạn mà, bạn có anh chị nữa. Ừ, không có bà con đây vậy chứ hả? Không, đi làm được rồi. Đây có mọi người ủng hộ em nha. Dạ. Cố gắng lên, bây giờ anh mở rào cho em nói chuyện với cô gái Ái Tím bên kia nha. Dạ. Mở rào. Hít hơi thật sâu vô thoải mái lên nha, đừng có căng thẳng như nãy nha. Đó. Rồi, tới luôn. Chúc mừng với anh. Rồi, tặng quà. Em chào anh ạ. À. Nhưng ngày anh gặp em, kỷ niệm anh tặng em quà. Dạ, em cảm ơn anh ạ. À. Em cũng có một món quà muốn tặng anh ạ. À. Dạ. Trả em cái dụng cụ nè, đó em tặng mọi người bài hát hay gì vậy? Rồi, vui đứng gần gần đi nghe đi cho nó tình cảm vui. Dịnh dai rồi coi. Anh ơi một ngày gặp nhau bao nhiêu là vừa. Anh ơi mình đã gặp nhau bao nhiêu là vừa. Có lúc ta hay giận hờn vu vơ. Anh chẳng nói còn em là yêu. Anh ơi mình đã hiểu nhau đến bao nhiêu rồi. Đây là Valentine đầu tiên anh và em có nhau, yêu nhau. Sao anh không ở đây bên em lúc này? Đây hoàng hôn ghé thăm nơi góc phố riêng đôi ta. Em mong sao ngày trong qua. Anh ơi lần này yêu anh chỉ có hàng mê mới hiểu lòng em. Anh ơi anh nhớ nắm tay em qua thương đau. Anh ơi mình hãy bên nhau đến suốt cuộc đời. Rồi test luôn cái mùi nè, test luôn cái mùi đi cho tổng hợp cao to đen rồi. Chào em. Để sau đi. Em sẽ để sau. Được không vui? Ok. Rồi, nói chuyện nhau đi nào. Thấy anh sao? Dạ, em thấy anh nói chung là cao. Cao à? Dạ, cao. Cao to. Và sau thì như là em cảm thấy qua những cái chia sẻ ban đầu của anh á, thì em dạ. Thấy anh là một người thật thà. Có thật thà. Thật thà, chất phác. Chất phác có. Dạ, có sao nói vậy. Có thật nói vậy thôi rồi. Không có như người ta nói đồng do, không có anh nói như là nghe thẳng vậy đó. Còn anh thì sao ạ? Anh có cảm nhận như thế nào về em ạ? À? Em thì không... Ok.
Dạ. Em có thể hỏi anh ngoài đi được không ạ? Hỏi đi. Dạ. Em đang lắng tai nghe. Dạ anh ơi, nếu như mà hai mình, em với anh á, mà mình tiến tới mối quan hệ thì anh mình sẽ ở đâu anh? Mình sẽ về quê hay là mình sẽ sống ở đây ạ? Còn nếu anh thích về quê thì anh về quê ở đây. Em nghĩ đó là ta thích sợ luôn. Ta thích tập nghiệp ở đây luôn ạ. Dạ. Anh chốt hạ giùm em luôn rồi ông mình một A. Tức là em có A hoặc là B ok à? Cái đó không? Thì em cũng tính làm lập nghiệp ở đây mà. Em cũng dễ lắm, ta sống đâu được đâu có nào, chỗ nào sống được thì sống à. Anh có điều gì muốn hỏi thêm về em không? Anh hỏi cho em nhiều là em thích nói lắm. Anh tạo điều kiện cho em nói. Anh chỉ thích nghe anh nói thôi chứ không. Thì hỏi người ta mới nói chứ, hỏi đi. Dạ. Nói nghe này, nãy người ta hát rồi, giờ em có hát được cho người ta không? Được chị. Hát liền luôn. Rồi nắm tay hát bài tặng cái con sung sung với coi. Mời anh. Thơm quá. Gõ cửa trái tim quan em đường vàng, gõ hồn tay tay nắm cánh thận rơi. Quên rồi, nhìn vô mắt của anh ta là quên luôn, quên hết. Nút bên kia kìa. Đó. Em bấm trước luôn này. Thì tùy em à. Rồi bấm luôn rồi đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. Em gái không bấm hả? Dạ. Sao vậy? Dạ. Em không có ngại vì làm dâu. Nhưng mà em nghĩ rằng là nếu như mà mình có ba mẹ á, mà mình đã ở ba mẹ ở ngoài quê thì em sẽ cảm thấy rất là sự lo lắng. Thì em nghĩ là có thể khó có thể mà anh có thể chúng ta cùng chí hướng tiếp tục ở sống ở Sài Gòn được. Sống được, được mà. Ở dưới quê á còn 5-6 anh chị em, 7 người đâu mà. Anh này anh rất là chân tình dễ thương luôn á. Cảm ơn hai em đã tham gia chương trình. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện Robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Robot là thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất thiết bị điện, điện tử tại Việt Nam, luôn đảm bảo tiêu chí an toàn điện. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Vina Cacao gửi tặng hai bạn, mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền. Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Dạ em cảm ơn chị, em cảm ơn anh. Các bạn sẽ tìm được một nửa kia của mình. Cố lên nhà vui nha. Dạ. Cố lên nha. Ha, đây em đi bên đây. Và như vậy trong số này chúng ta có một cặp không bấm. Do đó là khán giả xem truyền hình có cơ hội nhận được một phần quà là máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Nếu như các bạn tham gia trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He Bi uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
là em không phải khen bản thân của em mà em rất là tốt với lại nhiều người khác nữa. Sau nhiều biến cố xảy ra thì con bây giờ đã tầm với người 21 tuổi đầu rồi, nghĩ sao còn chinh vậy? Còn chưa yêu nhưng mà còn dính không? Thế hỏi chứ. Còn không lẽ chưa yêu mất tin. Cái điều mà em cần nhất ở bạn gái em á là phải hiếu thảo với cha mẹ. Em có 1m49 lượng anh. Thì có thể mình thay đổi được mà em. Tại bây giờ hối cũng cấy tóc được. Đúng rồi, như hồi xưa. Chính xác. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.